sao lại không rơi. Đây tiền của bà nội thì cũng đúng rồi. Nha kia. Trời ơi, bó hoa đẹp quá. Trời ơi, nhất con gái út của mẹ. Thế hả? Hoa là hoa đồng tiền. Ôi giời, hoa đồng tiền đấy. Hoa gì làm tặng bà đấy? Mẹ ta đấy. Cái gì? Tặng bà tiền. Mi tặng bà đi, đến lượt Mi tặng bà đi. Con tặng bà, nhân ngày 8 tháng 3. Con yêu bà, hôn bà đi. Hôn bà chưa? Ôm, ôm bà, hôn bà nào. Cứ mãi đi theo gì đấy. Nhà anh kia bảo Mi tặng hoa bà đi kìa. Ở trong nhà ấy kìa. Còn lớn hay còn bé? Đi đợi tí nha. Đi.